Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game H5, một phiên bản, một dòng game mới. Ui, đầu vô cho được 8 triệu mấy đồng nè. Wow, đây là phiên bản thần ma truyền kỳ ha. À, nhìn nó giống như là con phong thần bản gì đó các bạn. Này, ừ nó cũng từ từ vậy đấy. Ok, đầu vô thì như bao con game khác phải chạy nhiệm vụ tân hữu ha. Cái này cũng là một trong những con game mà thể loại mới đó các bạn. Đánh ải đồ để mà lên VIP á. Nó đó. Ê, đánh được cái ải đầu rồi, được có nhận tệ được không? Đây có vé tệ nè, đó lên được, đó ếch VIP 6 liền, trời ơi, ta chờ có vậy thôi đó, ếch VIP 1 nè ha, đó cổ phượng hoàng gì đây, ếch VIP 2 nè, đó vân vũ đặc giới, ếch VIP 3, ếch VIP 4, wow, ếch VIP 5 chúng ta có được một cái cánh các bạn ơi. Nào, đó ếch VIP 7 chúng ta có phệ hồn phiến, một cây thần binh ha. Ok, thần binh. Ôi hết rồi hả, nhanh thế. Ok, game nó có quà hàng cái gì vậy, ếch VIP nữa nè ha. Ok nha, đó ôi rồi ăn có một tệ một mà lên full VIP 10, ếch VIP 6 luôn. À, vừa vô thấy là hôm bơ rồi ha, lực chiến cũng lên được một chút nha. À, nào tăng lên và cho lực chiến nó mạnh mạnh là đi đánh quái, đánh boss đồ cho nó nhẹ ha. Đấy, vô phủi một cái, vô ho một cái là coi như là con boss là nó đi đời liền. Ôi giời ơi, nè ảo quá nè, đâu rồi, ủa như đâu rồi, ảo quá hồi nãy. À, ở đây mình không có hả ta, trời hồn phiến. À, vượt đại 4, đại 5, đại 6 gì đó mới mở thêm được các bạn. Đó, càng lên thì càng mở thêm được nữa ha. Ok, mở thần ma rồi kìa. Gì đây, đánh boss hả? Đó, xoay, boss biết gì giờ. Nào, được 2, 4, 6, 1 triệu 7 rồi. Trời ơi. Đó, mở auto cho nó tự đánh boss rồi ha. Đây. Tới liền, y quen giật gì kìa. Trời ơi, cái cánh hồi nãy, ôi giời ơi. Nè, đặt giới nè, lụm luôn nè. Thần binh nè, lụm luôn nè. Trời ơi, 1 triệu rưỡi lực chiến chứ có ít nổi gì đâu anh em. Rồi, lên được 4. Ủa, 44 hay là 4 triệu mấy ta? Để ra coi lại coi. 2, 4, 6, 4 triệu 4 ha. Trời ơi, vậy đánh boss nó khỏe rồi. Chạy nhiệm vụ ngon rồi. Thôi coi nè. Ôi ơi, vô thở cái là con boss cũng chết các bạn ơi. Ngon lành. Trời ơi. Ngon chưa? Chưa ngon thì tiếp tục chạy nhiệm vụ thôi. Tí nữa lên cao thì nó sẽ hình như là ải 5, ải 10 gì đó. Nó sẽ mở cái... mở cái gì quên nhẹ nữa rồi. À, tự nhiên tới đó cái quên anh em. Nó mở cái... auto, đúng rồi, nó mở cái auto thì... tới chừng đó thì... sẽ để cho nó tự chạy. Ok, mặc nhanh đồ vô nè. À, không quan tới ải 7 rồi. Đó, một phiên bản vô là phi khủng liền, lực chiến vừa vô là có được 400 mấy. À, rồi, để đây đi cho nó tự lên ải các bạn. Giờ chúng ta đến với thông tin server cái nha. Nào, tranh thủ thời gian ha. Đây, thần ma truyền kỳ H5 khai mở server đầu tiên S1 vào lúc 11 giờ ngày 23 tháng 2 ha. À, chơi ngay tại thần ma truyền kỳ .com, tỷ lệ nạp cực khủng 100.000 bằng 1 triệu kim nguyên bảo luôn nha. Đây có tân hữu gồm 2 code ha. À, nhập ngoài web hả, đăng nhập tặng ngay VIP 10, ếch VIP 6 và hàng triệu kim nguyên bảo, tặng 1 triệu xu khi nạp lần đầu đạt mốc 500.000. Nhận VIP có vô vàng vật phẩm. Đó. Có tân hữu 5 triệu kim nguyên bảo,
phá hồn Nguyễn Hóa Kiếm, SR số lượng 50, Hà Quang Nhu Ảnh Nguyễn Hóa Cánh, SR số lượng 5, Thiên Ma Chiến Giáp Nguyễn Hóa Hận Trang, SR số lượng 5, Liên Hoa Đặc Giới Nguyễn Hóa Đặc Giới cấp SR số lượng 5, Cường Hóa Thạch 2.000, này 2.000, 20.000, Vũ Hần Bồi Dưỡng Thạch 3.000, Hần Quang Thăng Cấp Thạch 3.000, Quang Vật Thăng Cấp Thạch 3.000, Long Chị Truyền Kỳ Long Tinh 20, Trí Tuệ Tung Văn 50, Bàn Long Ngạo Thiên Giáp 3 ha. Sự kiện like, share, comment nhận Nguyên Tinh Chiến Hổ số lượng 3, Hần Binh Thăng Cấp Thạch số lượng 3.000, Hy Hữu Luân Hồi Thạch số lượng 1, 10 cấp Bảo Thạch Rương số lượng 30 ha. Ngon ngon, like, share, comment nhận quà nha. Đó, Thần Ma Truyền Kỳ H5 chơi không cần cài đặt nè. Linh nạp nhập code fanpage chính thức nè ha. Bóc chat ATM Momo tặng thêm 80% hotline nè ha. Game đồ họa tuyệt vời, trải nghiệm cực đã cho anh em nè ha. Đó. Code rồi đủ thứ. Đó, phát code qua Zalo đồ nè ha. Đó, code, đó, server đầu tiên luôn à. Ê, nhưng mà quan trọng là code này có nhập được ở trong game không ta? Thôi đi ra đi, đi ra đi. Nãy giờ nó leo cao lắm rồi. Không, phải đây. Phúc lợi online điểm danh được nhận nè ha. À, vậy là nhập bắt buộc là nhập ở ngoài nha các bạn ơi. À, ở ngoài web chứ không có được nhập ở trong ha. Ok. Phải mà nhập được ở trong luôn là khỏe rồi. Nào nào. Đâu rồi, đâu rồi. Đây link nhập code. S1. Đó, rồi đây Thần Ma 2023. Rồi code like xe hồi nãy heo cũng đã đi xin luôn rồi hả. Ui ui cái gì đấy, một bộ trang bị, wow, 3SR hả, wow, phải để nãy admin phải để vô là 3SR anh em nhìn mới hít chứ. Trời ơi đá rồi kìa, trời ơi đá hàng cấp cánh nè hả. À, áo giáp skin nè, cái gì đây không biết luôn, bồi dưỡng thạch gì đó rồi cường hóa thạch. Ui 5 triệu kim nguyên bảo. Ui ui, hồi nãy giờ chúng ta có được thêm một mớ nữa. Ủa, vé tệ ở đâu ra nữa vậy? Ok ok, khá nhiều quà nha. Cánh đồ này nọ. Ok. Rồi code like xe. Ê, code like xe nhập vô thì nhận được quà. Nhưng mà anh em nhắn tin admin để nhận ha. Ui 30 rương đá 10. Ok, ui ui, ngon lành, ngon lành. À ha. U, được 3 con hổ nữa. Rồi rồi rồi, bản này ngon nha. Không thể nào chơi được nha. Trời ơi, 3 mới có gì? 3 con hổ, 3 bộ chiến giáp, 3SR. Ú la la. Được đấy, được đấy. Bản này coi thế mà thơm à. Lễ bao rồi, hồng bao đồ gì ta le học me nè. À, nhưng mà đợi chưa mở được cái kia nữa hả? Ôi trời ơi, ôi khảm đá 10 vô nè. Wow. Ôi 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 ôi, vô khảm đá 10 luôn. Trời ơi, rồi 6 triệu mấy các bạn ơi. Trời ơi, không ngãi, không boss gì tè le nhẹ mà. Gì đây, đánh kim tệ hả? Rồi, thần binh. Ô. Ô ô ô ô ô, đó đó đó. Ui rồi ôi thần binh này. Hồi nãy chúng ta có Nguyễn Hóa nhưng mà Nguyễn Hóa cái cây hình như là 50 gì đó. Nhưng cái cây đó thấy không ngon các bạn ạ. À. Em nghĩ là Nguyễn Hóa bằng cái này ngon hơn ha. Đó. Ui 3.000 đan này. Ui nâng nó lên kìa các bạn. 2 triệu 6, 2 triệu 8, 3 triệu rồi. 3 triệu mấy? Ui rồi 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 rồi. 3 triệu 9 nữa. 4 triệu 2 rồi kìa. 4 triệu 7 lực chiến rồi. Ôi ôi, quy cực vê. 5 triệu 6. Bao nhiêu nữa đây? 6 triệu chẳng anh em ơi. Ok, rồi cái thần binh này nữa.
Heo nghĩ là không nên quyển hóa cây nào đâu. Cái cây hồi nãy ngon hơn ha. Không, không nên quyển hóa cái cây này. Cây này chỉ giúp chúng ta tăng lực chiến thôi. Đủ rồi. Đây. Ok, vẫn quyển hóa cây kia ha. Đây, cánh nữa nè. Đó. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, 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 yeah. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Tới luôn, tới luôn. Đâu rồi, đâu rồi. Chiến thần, chiến giáp gì đây? Nào, nào. Alo, alo. Đấy, đấy, đấy. Nào, nào, nào. Ừ. Con lành cành đào lụm luôn. Ừ. Ý, cái cánh này anh em. À. Ok, ok. Được ba cái cánh này hả? Rồi. Thần trang nữa. Thần trang hồi nãy là được cái XXR gì đúng không? Quá trời luôn. Nâng mỗi tay luôn, biết nãy mở cái auto nâng cho nó lẹ các bạn ơi. Thật luôn á. Đó. Cái này thường là heo sẽ mở auto á. Chứ để mà nâng tay như vậy thì con chuột nó mau hư lắm. Nào nào nào. Nhà xài con chuột có mấy trăm ngàn à. Nên là cũng không được ngon lành cho lắm. Đó, bấm viết mà ta nói con chuột mấy trăm ngàn xài được có tính ra có năm hơn rồi các bạn. Trời ơi, đây đây đây, đó. Bộ thời trang nè, đó, đặt giới. Được 5 cái, lực chiến lên nhiêu rồi nè. Đây. 2 4 6 7. Ôi giời, 44 triệu lực chiến. Trời ơi, đây mở auto cho nó tự đi đánh luôn. Rồi, đây trời ơi, được thêm 3.000 nữa nè các bạn. Oh yeah. Võ thần đánh thuê. Ôi, có Nguyễn Hóa nữa kìa. Ok, nhưng mà từ từ đi. Đó, ồ, 2.000 mấy hả? Wow. Ê, nâng hơi bị mỏi tay nha anh em ơi. Cái này là phải để thâu chứ, là để auto đánh cho nó mở cho nó lẹ ha. Mà để đè nó chạy. Á, đè nó chạy nè. Trời ơi, ngu thiệt chứ. Hồi nãy giờ đè là xong rồi, bấm chi để cho nó nhanh hư con chuột không. Đó. Quá rất nhiều. Ôi ơi. Đó, đó. Ok, lên bao nhiêu đây? 153. 28 triệu lực chiến. 2, 4, 4, 3, 4 triệu hả? À? Có hai mấy triệu chứ. Đây, 2, 4, 6, 4 triệu 4. Rồi, đánh hơi à, đánh hơi này ít các bạn ơi, có mấy cái à. À, ma trận nữa nè, ui dồi ôi, cơm. Ô, thần khí có, ôi, ba con nè anh em. Rồi, rồi, rồi. Ok luôn, rồi, lực chiến lên neo đây, 56 triệu. Chưa tính là nãy giờ chúng ta đánh hải là ở đây nhận được vé tệ nữa nè. Đó. Rồi vô cắn cái vé tệ nè. 5 vé 5 nè ha. 3 vé 1 nè. Đó, lên được bao nhiêu? Ừ, chưa lên đi nhiêu hết nè. Ok, ok. Đấy, đấy, đấy. Rồi, link heo để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về ha. À. Bấm vô là chơi luôn, không cần tải các bạn ơi. Ui, chúng ta đang có 6 triệu kim nguyên bảo nè ha. Quá trời luôn. Ok, thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Link ở dưới phần bình luận của video này nha. Fanpage của Ad cũng kế bên đó luôn. Ok, thôi, bye bye.